Thật ra Việt nghĩ là bản thân mình cũng như rất nhiều những người trẻ khác thì trong cái hành trình sống của mình đã từng có những lúc mà chính bản thân mình cũng hoang mang với những lựa chọn, với những ước mơ, thậm chí là với những điều mà mình đang thực hiện mỗi ngày qua, là liệu cái điều mình đang làm, cái cuộc sống mình đang chọn lựa nó có vui không? Vì bản chất Việt nghĩ rằng là sau khi mình đi qua rất nhiều những biến cố trong cuộc sống thì đến một lúc mình nhận ra là có phải cuối cùng tất cả những mong muốn, những khao khát, những dự định đều chỉ quy về đúng một mục tiêu là chúng ta được vui với điều đó, được vui với kết quả đó, được vui với chọn lựa là yêu một ai đó, được vui với một cái gia đình nào đó chúng ta muốn được gắn bó. Thì khi mà việc bắt tay vào viết tập cảnh văn chúng ta sống có vui không? Thì việc cũng nghĩ tới cái câu chuyện là rất nhiều những người trẻ cùng thế hệ mình hoặc là trẻ hơn mình, chắc chắn họ cũng đã có rất nhiều lần đặt một câu hỏi như vậy. Và việc biết rằng là không phải ai cũng may mắn có được những trải nghiệm hoặc có được những nhận thức về sự trưởng thành để biết và tìm thấy được câu trả lời đó cho chính bản thân của mình. Thì có lẽ là với việc may mắn cũng đã tìm thấy được một cái câu trả lời cho cái hành trình mà mình đang sống và đang đi đó. Thì việc hy vọng rằng là những cái trang viết trong Chúng ta sống có vui không, nó sẽ phần nào đó nó giúp cho rất nhiều những người trẻ đang hoang mang với những mục tiêu trong cuộc sống của mình, họ sẽ định hình hơn về suy nghĩ và nhận thức và biết cách để đi tới và biết cách để tìm thấy những kết quả mang tới đúng cho họ nên niềm vui, thay vì là những cái khao khát mà đôi khi việc hay nói là những cái mộng tưởng mà đôi khi cả cuộc đời chúng ta mắc kẹt vào nó mà không bao giờ có khả năng thực hiện được. Thực sự mà nói thì với việc cái điều khao khát nhất, cái điều mong muốn nhất vẫn là cái sự bình an ở trong lòng mình. Và chính bản thân Việt trong khoảng thời gian cũng khoảng 3 năm trở lại đây, mình đã bắt đầu vào một cái hành trình mà ngày xưa mình luôn nghĩ rằng là mình đi tìm những cái giá trị ở bên thế giới bên ngoài, tức là tìm sự phù phiếm, tìm sự công nhận, tìm những cái sự hào nhoáng mà tất cả những người trong cái thế giới xung quanh này phải thừa nhận với mình. Trong khi cho tới ngày hôm nay, Việt nghĩ là cái hành trình quan trọng nhất của mình, cái sự khao khát lớn nhất của mình là tìm thấy được mình là ai và hiểu rõ được nội tâm của mình và cố gắng làm cách nào để giữ cho con người mình luôn trong một trạng thái bình an nhất có thể. Và Việt nghĩ là chỉ có cái sự bình an ở trong nội tâm của mình thì nó mới có thể là sự mạnh mẽ nhất, để nếu như giả sử trong cuộc đời này, sắp tới đây, tương lai này có những cái biến cố nào đó nó xảy ra với bản thân của mình thì mình vẫn đủ bình tĩnh, đủ mạnh mẽ để có thể đối diện nó mà không bị bất ngờ, cũng như là không bao giờ có thể quỵ ngã trước những biến cố đó.